Thưa quý vị, một số người đã bị mất tích sau vụ cháy tại giàn khoan ngoài khơi Pemex. Một số công nhân tại giàn khoan ngoài khơi do công ty dầu mỏ Pemex của Mexico điều hành tại vịnh Mexico đã mất tích sau khi một vụ cháy xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Sáu. Tổng thống Andre Obrador cho biết các lính cứu hỏa của Pemex đã có mặt tại hiện trường khu hỗn hợp Cantero ở vịnh Campeche để dập tắt đám cháy sau một vụ nổ tại bộ phận sản xuất dầu khí và nhân viên đã được di tản. Công đoàn công nhân dầu mỏ cho biết một nhân viên Pemex và ba người khác bị thương. Một nguồn tin tại công ty nói với Reuters rằng đám cháy xảy ra nhưng mà sàn sản xuất dầu không bị ảnh hưởng. Nguồn tin này cũng cho hay các vết thương gây ra là nhẹ. Sản lượng ở Cantero hiện đã giảm xuống còn 170.000 thùng mỗi ngày theo dữ liệu của Pemex. Tin từ Ukraine cho biết Ukraine đang tiến gần thành phố phía đông Bakhmut. Một phát ngôn nhân cho ban tổng tham mưu của quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã đạt được một phần thành công gần làng Krestchika, ngay phía tây nam của Bakhmut. Các nhà phân tích quân sự của Ukraine cho biết việc bảo vệ Krestchika sẽ giúp cho Ukraine chiếm lại thành phố Bakhmut bị tàn phá. Tổng thống Zelensky cũng nói vào thứ Sáu rằng ông mong đợi sự đoàn kết giữa các nước thành viên của Liên minh NATO tại hội nghị cấp cao của Liên minh quân sự diễn ra ở Vilnius vào tuần sau, và ông muốn thấy các bước cụ thể về việc Ukraine gia nhập thành viên. Và trong buổi họp báo chung với Tổng thống Slovakia, ông Zelensky cũng cho biết ông mong đợi hội nghị NATO sẽ thảo luận về các khoản hỗ trợ quốc phòng khác cho phía Kiev và đảm bảo an ninh cho Ukraine. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran đã bắt giữ tàu thương mại ở vùng vịnh. Cảnh sát Hồi giáo Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu ở trên vịnh Ba Tư, được cho là đang vận chuyển nhiên liệu buôn lậu. Cơ quan tin tức bán chính thức của Iran là Fars cho biết vào hôm thứ Sáu rằng một tàu chở 900 tấn nhiên liệu buôn lậu và 12 thành viên đã bị bắt giữ bởi lực lượng hải quân cảnh sát Hồi giáo dưới lệnh của tòa án. Hiện chưa có thông tin cho biết chi tiết thêm. Lực lượng Trung tâm Hải quân Hoa Kỳ cho biết là họ đã ngăn chặn Iran bắt giữ hai tàu chở dầu thương mại trong tuần qua. Hải quân Hoa Kỳ cũng cho hay hai tàu chở dầu này đã ở trong vùng biển quốc tế vào thời điểm đó, một ở vịnh Oman và tàu còn lại thì cách bờ biển Muscat, Oman 20 dặm và đang đi về hướng biển Ả Rập. Philippines báo động về sự gia tăng tàu của phía Trung Cộng ở vùng biển đang tranh chấp quốc tế. Bộ Quốc phòng của Philippines hôm thứ Sáu đã báo cáo về sự gia tăng đáng báo động của các tàu cá của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp trên khu vực Biển Đông, gây đe dọa an ninh của rạn san hô rít. Và từ chỉ có khoảng tầm chục tàu vào tháng 2 được ghi nhận, và bây giờ số lượng tàu cá của Trung Cộng xâm nhập vào rạn san hô Iroquois nằm ở phía nam của rạn san hô rít đã tăng lên đến 47 tàu vào tháng trước, và theo lực lượng của Tây Bắc Bộ Quốc phòng ghi nhận cho biết, Philippines đã thắng một vụ án pháp lý quan trọng vào năm 2016 không công nhận yêu sách của phía Trung Quốc trên khu vực Biển Đông, nơi hàng năm có khoảng 3.000 tỷ Mỹ Kim hàng hóa thông quan qua lãnh hải này. Và quyết định này từ tòa án quốc tế đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận vì đặc quyền kinh tế EEZ để tiếp cận các mỏ dầu ngoài khơi bao gồm cả rạn san hô rít. Một bản tin liên quan đến y tế cho hay FDA đã thông qua một loại thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm ngày 6 tây tháng 7 đã chính thức chấp nhận thuốc aducanumab điều trị bệnh Alzheimer do công ty Eisai và Biogen phát triển. Thuốc được bán dưới nhãn hiệu Leqembi, vốn có khả năng làm chậm sự tiến triển của bệnh bằng cách loại bỏ amyloid beta protein khỏi não bộ của con người. Gần như tất cả các loại thuốc thử nghiệm trước đây đều thất bại. Loại thuốc này sẽ bắt đầu bán với mức giá hàng năm là 26.500 Mỹ Kim. Thử nghiệm đã cho thấy là Leqembi làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức ở bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer ở giai đoạn đầu. Cơ quan Dịch vụ Y tế và Medicaid cho biết vào thứ Năm rằng họ sẽ mở rộng phạm vi bảo hiểm cho loại thuốc này, mở rộng khả năng tiếp cận cho khoảng 1 triệu người bị bệnh trong giai đoạn sớm. Một bản tin nổi bật cho biết nhiều hóa chất độc hại được tìm thấy trong nguồn nước của Hoa Kỳ. Một bản báo cáo mới đây cho biết nguồn nước uống tại Hoa Kỳ đang chứa hàng chục những loại hóa chất nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng loại hóa chất được gọi là PFAS đã được tìm thấy trong nhiều mẫu nước. AS được sử dụng để sản xuất bao bì thực phẩm, vải và cả chảo không dính. Tuy nhiên, khi uống vào thì có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh mối liên kết giữa hóa chất với căn bệnh cao
huyết áp, béo phì, thậm chí là ung thư, suy yếu miễn dịch ở trẻ em cũng như là giảm tác dụng của vaccine phòng bệnh. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA hiện cũng đang đề nghị đưa ra những quy định mới về phẩm chất nguồn nước trên toàn quốc. Và trong bối cảnh, những tổ chức này đang muốn kiểm soát những loại hóa chất nguy hiểm thường tìm thấy trong nước uống.